10 giờ sáng ngày 16 tháng 7, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là F1 của bệnh nhân NTHN liên quan đến Bắc Ninh. Cả 3 người này đều làm cùng một cơ quan tại Hà Nội. Trước đó, bệnh nhân NTHN nữ, sinh năm 1980, ở khu tái định cư Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, được Sở Y tế Hà Nội công bố là ca bệnh vào sáng ngày 16 tháng 7. Bệnh nhân này làm tại Trung tâm Nghiên cứu Thiết kế Cơ khí thuộc Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ Vinacomin Nguyễn Trãi đến 10 giờ hôm nay, ghi nhận thêm 2 bệnh nhân mới được xác định dương tính với SARS-CoV-2 làm cùng cơ quan và là F1 của bệnh nhân NTHN. Đó là bệnh nhân NDM, nam, sinh năm 1986, ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy và bệnh nhân THT, nữ, sinh năm 1991, ở Mộ Lao, Hà Đông, ngày 15 tháng 7, cả 2 trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 16 tháng 7 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến bệnh nhân NTHN, điều tra dịch tễ cho thấy trong vòng 2 tuần gần đây bệnh nhân có ra khỏi Hà Nội 2 lần, còn lại không đi đến các khu vực có dịch hay tỉnh thành phố khác. Sơ bộ ban đầu điều tra xác minh được 38 F1 liên quan đến bệnh nhân NTHN, trong đó có 27 người làm cùng cơ quan. Hiện đã có 2 F1 là người cùng cơ quan với bệnh nhân NTHN dương tính. Hiện Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân vẫn đang phối hợp với Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ Vinacomin để tiến hành điều tra xác minh người tiếp xúc gần với các bệnh nhân để tiến hành lấy mẫu và cách ly theo đúng quy định.